Ba Vọng xin kính chào các bác. Trong video hôm nay thì em xin được hướng dẫn các bác cách lắp đặt một chiếc đồng hồ Cucu tạ tuần mới nguyên hộp của người Đức. Và đây là chiếc Cucu em mới nhập về các bác ạ, mới nguyên hộp các bác nhé. Đầy đủ mọi thông số giấy tờ. Đây các bác nhé, đây là cái giấy tờ của thương hiệu của những chiếc đồng hồ Cucu này các bác này, thuộc hiệp hội Black Forest nhé, một cái hiệp hội nổi tiếng về sản xuất những chiếc đồng hồ Cucu. Bây giờ em sẽ bắt đầu là lắp đặt các bác nhé. Đây là cái phần quả nắc, đúng không ạ, một phần quả nắc đây các bác nhé. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có gì? Đây là cái phần mái của chiếc đồng hồ Cucu các bác nhé, một cái phần mái của chiếc Cucu này. Đấy, phần mái đây. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi kiểm tra ở bên trong các bác nhé. Kiểm tra bên trong đây, đây là cái phần xốp chặn đây các bác này. Rồi chúng ta có một phần đây này, đây là đầu hươu các bác nhé, còn nguyên niêm phong này các bác này, đầu hươu còn nguyên niêm phong này. Rồi gỡ ra luôn để mình lắp đặt. Một tấm phần giấy để nót bên dưới này. Đây là chiếc Cucu các bác nhé, một chiếc Cucu phong cảnh size to của thương hiệu Black Forest này các bác này. Phong cảnh muôn thú vũ công này, cửa sổ của chim Cucu này. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu lắp đặt các bác nhé. Đây, đây là phần sừng hươu với phần loa các bác nhé. Em sẽ bỏ hết ra bên ngoài để bắt đầu lắp đặt. Trước khi đầu tiên chúng ta phải lắp về cái phần đầu hươu lại các bác nhé. Đầu hươu này người ta đã để sẵn một cái lỗ để chúng ta lắp đặt đấy các bác này. Đây, các bác để ý em làm nhé. Rất đơn giản đây các bác ạ. Nắp ghép những cái chi tiết được thiết kế chuẩn xác và ăn khớp với nhau rồi. Thì trong quá trình đóng gói thì người ta sẽ gỡ lời ra. Thì bây giờ các bác nắp đặt cho em thôi, để mình treo lên cho nó đẹp. Đấy. Và sẽ nắp một phần sừng cho chiếc đồng hồ Cucu các bác nhé. Rồi, chúng ta đã hoàn thiện được cái phần mái các bác nhé. Hoàn thiện được cái phần mái này. Tí nữa em sẽ ấn cái sừng nó xuống sâu một chút nhé. Đây này em lắp, em đang lắp tạm thời để các bác được nhìn thôi nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu treo lên các bác nhé. Đấy, chúng ta sẽ gỡ một cái phần xốp này ra này. Gỡ xốp ra này các bác này. Rồi, kiểm tra bên trong các bác nhé. Bắt đầu kiểm tra bên trong. Vì thường thường người ta sẽ đóng gói rất là kỹ. Đầu tiên này các bác nhìn này. Đây là cái phần xích nhá. Xích người ta đã bọc một cái phần giấy bảo vệ bên ngoài mà người ta đã niêm phong bằng một cái sợi dây thép này các bác nhé, để tránh cái tình trạng là cái dây xích này nó bị tuột ra khỏi cái bánh răng ở bên trong. Đây, đây là cái phần hộp bên trong này các bác nhé. Mở khuy cài này, mở khuy cài mà chúng ta sẽ gỡ ra này, gỡ ra để gỡ cái miếng giấy các bác nhé. Đây sẽ có một cái miếng giấy để niêm phong bộ gông này, thì các bác sẽ gỡ ra cho em. Đó, ở bên trong chúng ta sẽ gỡ cái gì? Các bác nhìn này, một bộ máy này, mới cứng luôn các bác ạ. Bên trong sẽ ra sẽ có một cái phần khóa ống sáo đây các bác nhé, thì các bác sẽ rút ra cho em này, rút từ từ ra cho em nhé để khóa gỡ ống sáo mà. Rồi thế là xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ treo chiếc đồng hồ Cucu này, rồi chúng ta sẽ bắt đầu mới tháo xích các bác nhé. Phải treo lên đã rồi các bác mới được tháo xích cho em nhé, chứ không được để bên dưới mà tháo xích ra trước đâu các bác nhé, dễ bị tuột xích. Đây cái móc treo đây các bác nhé, móc treo này thì các bác sẽ cho móc vào cái đinh này các bác nhé. Đây móc như em đang có cái đinh sẵn đây các bác này, móc lên cho em. Đấy, các bác từ nhìn bên trong để có thể móc cho nó chuẩn xác nha. Rồi móc cân rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ gỡ xích các bác nhé. Gỡ xích ra. Đấy, gỡ ra cái này xích tương tuột các bác nhé. Vàng ươm luôn các bác ạ. Hàng mới mà các bác. Cucu nó còn đang sản xuất thì các bác nên chơi hàng mới nhá. Thì vì từng chi tiết này, sắc nét từng chi tiết góc cạnh, made in Germany này. Đó. Phần chú chim gõ kiến này, rồi đến phần chú thỏ này các bác này, dàn vũ công ở bên trên này. Rất là đẹp luôn. Các bác nhớ phải rút cái sợi dây xích để cái dây thép nhá. Cái dây thép đây là cái phần dây thép để khóa đấy. Để khóa cái phần xích ở bên trong ra. Rồi, kiểm tra xem trong này còn gì không các bác nhá. Đây, trong này sẽ còn một cái bộ tạ nhá. Thì chúng ta cũng bóc luôn cả cái bộ tạ ra các bác ạ. Để lấy tạ treo vào cho chiếc Cucu nó phát động các bác ạ.
tả bọc rất là kỹ các bác nhá. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ treo phần tạ vào để cho chiếc đồng hồ bắt đầu hoạt động các bác nhá. Có móc cài đây các bác này. Đấy, cài vào cái đồng hồ hoạt động rồi này các bác ạ. Rồi chúng ta bắt đầu cài phần mái các bác nhá. Phần mái các bác này. Phần mái chúng ta sẽ có một cái phần mái nó sẽ có hai cá hai bên như này các bác nhá. Hai cá hai bên và nó sẽ tương xứng với cái hai cá đằng sau các bác này. Đằng sau sẽ có hai con ốc để các bác này. Đấy, các bác sẽ nắp vào cái cá các bác nhá. Nắp ốc vào cái cá, các bác phải nựa nhá. Nựa hai cá nó vào hết thì các bác mới được thả tay ra. Nếu không mà các bác chưa nắp đúng cá mà các bác thả ra mà phần mái của chúng ta sẽ bị rụng xuống đấy nhá. Ấn kịch xuống cho nha. Rồi, để các bác kiểm tra cái độ chắc chắn nhá. Đấy, hoàn thiện này các bác nhá. Còn phần quả nắp này các bác này, quả nắp thì chúng ta sẽ treo vào cái cần đang chạy này các bác nhá. Giữ nó lại và treo nó vào. Nắc nhẹ quả nắc. Là đồng hồ đã hoạt động xong rồi các bác ạ. Thử qua cái tiếng chuông các bác nhá. À còn thiếu một cái phần loa các bác nhá. Phần loa chúng ta sẽ gắn ở phần ngay phần mặt số này các bác này. Rồi, hoàn thiện rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi cho chiếc đồng hồ nó hoạt động các bác nhá. 30 phút một lần các bác ạ. Đó, đã hoạt động rất là đẹp luôn, nguyên hộp à các bác. Chiếc này là chiếc xe to các bác nhá, chiếc xe to đấy ạ. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.